Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn là thêm nút share Facebook vào website của các bạn ha. Thì ví dụ như ở đây mình có đây, thì ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là làm cái thẻ Meta này rồi. Thì ví dụ như các bạn muốn share một cái trang nào đó ở trên cái web của bạn. Muốn share bằng YouTube á, thì ấy bằng Facebook á, ví dụ vậy, thì các bạn xem cho mình những cái thẻ này ha. Thì các trường ở đây thì nó cũng y chang nhau ha, nó cũng không có khác gì nhau cả. Thì cái trường này mình chưa có nè, mình tạm thời đóng lại ha. Thì ở đây là cái content, cái sign name của mình á, thì ở đây là mình chưa có up ha. Ví dụ như mình chưa có up thì mình sẽ cho cái sign name của mình là cái đường dẫn của cái sổ của mình. Ví dụ vậy, khi khi mà các bạn đã up lên hot rồi, có domain rồi, thì các bạn sửa lại này cho mình ha. Rồi metadata y chang nè, title y chang, URL candidate y chang ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là thêm cái nút ở đây. Mình sẽ clip trước mình đã làm được cái gì, cái meta mô tả ở cái trang danh mục này rồi. Thì bây giờ các bạn vào Google, các bạn search cho mình là share in Facebook login, có nghĩa là chia sẻ trên Facebook login. Thì các bạn cũng có thể search tiếng Việt là chia sẻ trên Facebook login gì đó cũng được ha. Thì các bạn vào cho mình cái trang login. Ở đây có nó rất là nhiều chức năng ha, là plugin là thích nè, nút chia sẻ ha, mình chỉ lấy là cái nút chia sẻ thôi ha. Đó, không thôi các bạn điền đầy đủ cái link của Facebook là developers.facebook.com, ví dụ vậy. Rồi, khi mình click vào là nút chia sẻ nè, mặc định, thì ở đây là cái URL để chia sẻ, thì mặc định mình sẽ lấy cái URL gốc ha. Ở đây mình mới là làm trên cục bộ thôi, thì mặc định mình sẽ paste cái link cục bộ vào. Nếu mà các bạn đã up lên host của domain rồi thì bắt buộc các bạn phải gì, up nguyên cái tên miền của mấy bạn vào đây ha, cái tên miền chính luôn, không có xịt xịt gì hết ha. Đây là cái tên miền chính, ví dụ vậy. Rồi đây là kích thước của cái gì, cái nút nè, lớn lớn hoặc nhỏ ha, ở đây tùy theo các bạn chọn thôi. Thì ở đây mình sẽ box count có nghĩa là đó, nó sẽ như vậy. Button count cái này là cái style thôi, thì tùy theo mấy bạn, không có count ha, cái này không có đếm ha. Thì mình sẽ cho ví dụ cái này đi. Rồi mình nhấn vào lấy mã, thì mặc định nó sẽ sản sinh cho mình một cái mã code. Đây là cái dòng là các bạn sẽ copy, mình copy tạm cái dòng trên trước ha, mình copy tạm cái dòng trên trước. Rồi mình sẽ mở lên cái layout, mình sẽ mở ra lại cái layout của cái sổ của mình đó mấy bạn. Cái layout này ở nằm ở ngoài cái gì, cái pane này ha. Rồi bắt đầu cái mình xuống đây, mình kéo xuống, thì ở dưới đây mình sẽ cái layout gì đây, cái layout cao này hình như trang trang admin. Rồi cái layout này ha mấy bạn. Rồi mình sau khi mà các bạn cái này là nằm cái này nằm ở thì TV, mình mở lại cái sổ của mình ha, mình mở lại cái layout của sổ của mình, đó là layout này. Sau đó mình xuống, kéo xuống dưới ha, sau đó mình cho một cái đoạn script mình bắt xuống dưới đây. Thì mặc định đây là chính là một cái đoạn script dùng để chạy gì, dùng cái để chạy cái nút đó. Rồi sau đó mình copy cái nút này mình đặt vào vị trí mà đã có meta, đã cái trang là đã có meta, là cái trang gì, cái trang mình là cái trang danh mục ha, danh mục sản phẩm. Thì mình sẽ đặt vào, ví dụ như mình đặt vị trí nào cũng được thì tùy mấy bạn thôi, mình đặt ở vị trí ở trên cùng đi, ví dụ vậy. Mình refresh thì mặc định ở đây mình sẽ có một cái nút chia sẻ ha, mặc định ở đây mình có nút chia sẻ. Thì ở đây mình sẽ sửa cái đường dẫn lại, ví dụ như là data help, các bạn để ý ha, data href là có nghĩa là nó sẽ lấy cái gốc, ví dụ như là gốc ví dụ như cái sau này các bạn là ba shop bán hàng Lavabel.com, thì shop bán hàng Lavabel.com thì phải các bạn sửa lại ở đây ha, tại vì mình đang chạy cục bộ thì đó. Rồi cái ahead này mới quan trọng đó bạn, cái Facebook nè nó sẽ đưa một cái share.php vào một cái đường dẫn này, thì cái này bạn sửa lại cho mình là gì, cái dòng u bằng này nè, các bạn để ý ha, u bằng này, thì các bạn sửa lại cho mình là cái gì, cái URL candidate là cái đường dẫn, cái mặc định cái URL canonical này nó sẽ lấy cái đường dẫn hiện tại trên cái trang của mình là gì, là ví dụ như mình refresh lại nè. Đấy thì khi các bạn kiểm tra nè, kiểm tra nguồn chính của cái trang này ha, bây giờ mình kiểm tra cái nguồn chính của cái trang này, khi mình click vào thì mặc định các bạn xem nè, nó nằm trên localhost là HTML là localhost ha. Rồi sau đó là gì, shop bán hàng Laravel đó. Đâu rồi, mình button share enter ha. Rồi đâu coi, mình coi lại ha,
Share button sao nó không hiện nữa ta? Ở đây nó chỉ hiện ra cái đường link, nó chỉ hiện ra cái đường link mà gốc thôi. Ở đây nó không có hiện ra cái đường link phụ ha, nó không hiện phụ. Rồi thì tạm thời là khi các bạn click chia sẻ, ví dụ như các bạn đã sửa lại cái đường link mà các bạn cần chia sẻ là cái đường link này ha, mặc định cái gì cái biến này nó lấy đường link này ha. Đó thì khi nào cả khi các bạn học ở clip trước bài 51 52 thì các bạn cũng đã hiểu phần cái này rồi ha. Rồi sau đó mình click vào chia sẻ thì mặc định nó sẽ bị lỗi. Tại vì sao nó bị lỗi nè? Parameters href should represent valid ha. Thì có nghĩa là cái parameter này là href nè, cái thông số này nè, nên là cả lên là cái URL, có nghĩa là lên là cái link có giá trị. Link có giá trị là sao? Có nghĩa là thằng cái link này mình mới chạy trên localhost thôi, thì mặc định mình sẽ xong xe được cái link này ha, nhưng mà cái đoạn code nó đã chạy rồi nè. Localhost thì nó không cho xe, nhưng mà mặc định cái đoạn code nó đã chạy rồi. Thì đây mình sẽ lấy một cái demo mà mình đã làm ha. Ví dụ như localhost Laravel hay movie đi, thì cái đường link này thì ví dụ như mặc định là đây, ví dụ như là dường như đã từng yêu, ví dụ vậy. Xem phim rồi thì cái phim này ví dụ như thích nào và chia sẻ, thì khi các bạn click chia sẻ thì mặc định nó sẽ không có hiệu nghiệm ha, cái hiệu nghiệm. Nhưng mà mình đã chạy cái gì, mình đã chạy cái thuật này rồi, thì cái thuật này ví dụ như là mình đã chạy cái thuật này rồi. Rồi, ok, ví dụ như mình xem phim, mình click vào xem phim. Thì mặc định ở đây các bạn click vào chia sẻ nè. Ha, cái code này là cái code của mình ha, mình đã cho chạy rồi, cho nên là mình kiểm tra chắc ăn rồi là đúng ha. Đó, rồi, chia sẻ. Khi các bạn click chia sẻ thì mặc định là nó sẽ lấy cái hình ảnh ha, nó sẽ lấy hình ảnh và gì? Và cái quyển sổ tư thần nè, cái này là cái tiêu đề của cái ấy. Rồi anime phụ đề song ngữ Việt nè, cái này nó lấy ở đâu? Những cái này nó lấy ở đâu, những cái này nó lấy ở đâu, thì những cái này nó lấy ở đây nè mấy bạn. Các bạn xem kỹ nha, xem nguồn trang. Rồi nó lấy ở đây nè mấy bạn. Đầu tiên cái hình ảnh ha, đầu tiên cái hình ảnh thì cái hình ảnh nó sẽ lấy được ở đây, đây cái UDICO nè, thấy chưa, nó lấy đường link hiện hữu đấy. Rồi cái tiếp tục là cái title, nó lấy nè quyển sổ tư thần N4, N3, N2. Các bạn thấy chưa? N4, N3, N2. Rồi tiếp tục là gì? Anime phụ đề song ngữ Nhật Việt. Thì nó sẽ lấy ở cái description content này. Đó, thì cái này gọi là thẻ ốp mà mình tí nữa mình chia sẻ cho mấy bạn ở trong cái file Word này, ở dưới phần mô tả. Các bạn cứ việc copy và các bạn quăng vô. Thì mặc định các bạn không cần phải ghi thêm nữa. Ha, coi nè. Content nè, cái URL nè, là cái canonical mấy bạn. Canonical đó, đây content là ttv.com, thì các bạn phải sửa lại hết này cho mình ha, ttv.com sửa lại hết. Rồi còn hết rồi, chỉ vậy thôi. Còn cái hình ảnh nữa, à còn cái hình ảnh nữa, đây cái hình ảnh của ba người này nó nằm ở đâu, thì ở trên cái này nó sẽ mặc định nó sẽ có một cái, đó là cái in may. Đây cái in may đây mấy bạn, in may đây, thì tại đây cái in may này mình mở lên tab mới ha, đi đến nè, các bạn thấy hình ảnh chưa nè. Đó đây là toàn bộ cái này mình viết bằng Laravel ha, thì toàn bộ đây là cái gì, cái đường dẫn tới hình ảnh này đó. Thì mặc định nó sẽ lấy cái hình ảnh này để nó share đấy, thì các bạn chỉ việc là click vào share thôi. Rồi tiếp tục đó, cho nên là mình mới cho các bạn chưa có in may nè, mình mới cho các bạn là chưa có in may này ha. Đó thì cái in may này thì các bạn chỉ việc là tư duy thôi, ví dụ như ở trong trang product á, thì các bạn lấy ra cái mình cho thêm một cái trường là meta in may nữa, hoặc là các bạn cho thêm một cái trường gì, một cái trường op in may, rồi các bạn cho lấy ra cái hình ảnh của dựa vào cái phim đó thôi ha. Thì mình đã thêm phim thì phải thêm hình ảnh, thì mình thêm hình ảnh vào cơ sở dữ liệu được rồi, thì mình lấy ra mình cho nó vào cái gì, cái biến in may op này thôi ha. Đó các bạn chỉ việc là tư duy tí xíu thôi là ra liền thôi, chứ không có gì là khó cả ha. Rồi mình cho đóng cái này lại. Rồi đó, vậy thôi. Thì dụ như các bạn không share cái này thì các bạn sẽ share ví dụ như là một cái luật sư bất bại này, ví dụ ha, ví dụ luật sư bất bại này, thì các bạn click vào chia sẻ dưới đây. Thì đó, nó cũng ra luật sư bất bại ha.
chia sẻ lần thứ hai nè, chia sẻ đấy ha. Rồi clip sau mình sẽ hướng dẫn cho bạn phần comment phim hay quá AD ơi. À, ví dụ như phần comment thì ví dụ như phim hay quá AD ơi thì mình comment từ cái hàng loạt số bất bại này, nhưng mà khi mình qua cái quyển sổ tử thần này thì mặc định cái gì cái comment của mình nó biến mất, thì comment dựa vào phim ha, thì là clip sau mình hướng dẫn cho các bạn.